Thưa quý vị, xỏ khuyên tai là một trong những hình thức làm đẹp phổ biến trong xã hội. Tuy nhiên, có không ít trường hợp tự xỏ lỗ tai tại nhà do không đảm bảo đúng kỹ thuật hay là thiếu vệ sinh đã gây nên những biến chứng nghiêm trọng. Ngày 10 tháng 11 năm 2022, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung, giám đốc bệnh viện JW Hàn Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận nữ bệnh nhân 39 tuổi sống ở thành phố Hồ Chí Minh vì bị khối u tai phải nặng 0,5 kg sau khi dùng kim chỉ may vá quần áo xỏ lỗ tai. Nữ bệnh nhân cho biết cách đây 10 năm, chị đã xỏ lỗ tai bằng kim chỉ may vá quần áo. Việc khử trùng cây kim được làm bằng cách thoa dầu. 4 ngày sau xỏ lỗ tai, tai chị bắt đầu sưng viêm to gần bằng một đốt ngón tay. Sau đó, phần giái tai bên phải ngày càng phình to, tím bầm, hết sức đau nhức. Vì không thể chịu nổi, chị đã tìm đến một trung tâm y tế để thực hiện phẫu thuật cắt bỏ khối u vì đại những tưởng sau khi cắt bỏ khối u thì sẽ khỏi, nhưng sau gần 10 năm, khối u có dấu hiệu tái phát trở lại và tốc độ ngày càng nhanh và to. Đến nay, khối u đã biến dạng to hơn cả tai. Để che khuyết điểm, chị phải dùng tóc che phủ tai khi ra ngoài vì mặc cảm. Không những thế, khối u ngày càng nặng và trở nên vướng víu, khó chịu vô cùng. Chị cũng dần sống khép kín, công việc cũng vì vậy mà bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Qua thăm khám, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung, Tổng giám đốc Bệnh viện JW Hàn Quốc cho biết khối u tai diện tích lên đến 32cm vuông. Nếu không kịp thời cắt bỏ, phần hoại tử khối u có thể lan rộng, ăn mòn, thậm chí phải cắt bỏ cả tai. Sau khi phẫu thuật cắt bỏ khối u tai, cân nặng 0,5kg, bệnh nhân được tiêm thuốc ức chế u tái phát trong tương lai. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung, Tổng giám đốc Bệnh viện JW Hàn Quốc, Bệnh viện tiếp nhận nhiều trường hợp biến chứng u phi đại tương tự sau khi bấm lỗ xỏ khuyên tai, Đáng nói, nhiều trường hợp cũng tự mình thực hiện tại nhà, hoàn toàn không đảm bảo yếu tố đúng kỹ thuật hay vô trùng an toàn. Nếu tác động lực quá lớn hoặc không đảm bảo về an toàn khi thực hiện thì dễ gây kích ứng sưng mũ phù nề, nghiêm trọng hơn là hoại tử toàn bộ tai, ảnh hưởng tới thính lực. Tiến sĩ bác sĩ Tú Dung cảnh báo hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin đăng tải không chính thống, chia sẻ nhiều phương pháp làm đẹp cực kỳ nguy hiểm. Trào lưu tự bấm lỗ tai tại nhà cũng chính là một tư tưởng làm đẹp đáng động sở khuyên bấm lỗ tai tuy là một kỹ thuật nhỏ nhưng vẫn yêu cầu người thực hiện phải được đào tạo bài bản và đặc biệt là phải đảm bảo được yếu tố vô khuẩn vô trùng trong quá trình thực hiện. tuyệt đối không tự thực hiện tại nhà nếu bạn không có đủ kiến thức chuyên môn. để theo dõi những thông tin liên quan và cập nhật những tin tức mới nhất mời quý vị truy cập vào báo thanh niên theo địa chỉ thanhnien.vn. quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh youtube báo thanh niên.